Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, đề tài của bài học hôm nay là bảo đảm công bằng trong gia đình. Nhưng trên lời Chúa trong phục truyền luật lệ ký chương 21, câu 15 đến câu 17. Mời quý vị cùng suy gẫm để nhận biết lời Chúa luôn là ánh sáng soi đường cho chúng ta bước đi giữa cuộc sống thế gian đầy nhiễu nhương. Khi một người nam nào có hai vợ, vợ này được thương, vợ kia bị ghét, song cả hai đều có sanh con cho ngươi và con trưởng nam thuộc về vợ bị ghét. Khi ngươi chia sản nghiệp cho các con mình, thì chẳng được phép trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ được thương, thế cho con trai của vợ bị ghét, bởi nó vốn là trưởng nam. Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình. Vì nó vốn là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi, quyền trưởng nam thuộc về nó vậy. Câu gốc của bài học: nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình, vì nó vốn là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi, quyền trưởng nam thuộc về nó vậy. Phục truyền luật lệ ký chương 21 câu 17. Câu hỏi suy gẫm: quyền thừa kế của con trưởng nam khác gì so với những người con khác trong gia đình? Đức Chúa Trời ngăn cấm người cha không được phép làm điều gì? Luật lệ này ban ra nhằm mục đích gì? Kính thưa quý vị, kiểu mẫu thiêng liêng ban đầu cho hôn nhân là một người nam và một người nữ. Thế nhưng, dân Israel bị ảnh hưởng tập tục đa thê của vùng Cận Đông, nên đã không tuân thủ theo khuôn mẫu hôn nhân ban đầu do Chúa dựng nên. Chính bởi sự phá vỡ khuôn mẫu tiêu chuẩn ấy đã dẫn đến nhiều mâu thuẫn khác nhau của những thành viên trong gia đình, gây nên xung đột do tranh quyền đoạt lợi công khai hoặc ngấm ngầm ngay trong nơi gọi là gia đình. Dẫu thế, Đức Chúa Trời vẫn tế trị trên những gia đình ấy và Ngài ban hành những luật lệ nhằm bảo đảm quyền lợi và sự công bình cho những thành viên trong gia đình. Phân đoạn Kinh Thánh này phơi bày thực trạng của những người chồng đa thê, yêu người vợ này hơn người vợ khác, dẫn đến việc phủ nhận quyền trưởng nam của người con sinh ra từ người vợ không được yêu thương. Nhưng theo luật pháp của Chúa, con trưởng nam phải nhận được thừa kế lớn hơn, không thể bị tước đi quyền lợi đã được luật pháp ấn định cho người chỉ vì cha người không yêu thương mẹ người. Dẫu việc thiên vị trong tình cảm giữa chồng và vợ, giữa cha với con là điều khó có thể ngăn cản. Nhưng luật pháp của Chúa đã giúp duy trì sự công bằng về quyền lợi đã được ấn định cho những thành viên trong gia đình. Mục đích của Chúa là để những người con trưởng nam ấy, dù bị thiệt thòi về tình cảm, nhưng vẫn được Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, luôn bên vực và bảo vệ họ. Thực trạng về những mâu thuẫn chồng chất trong nhiều gia đình dân Israel khởi nguồn từ việc họ không tuân thủ theo khuôn mẫu hôn nhân Chúa dựng nên. Lời Chúa dạy, vả, hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Malachi chương 2 câu 15 phần A. Để tránh những bi kịch không đáng có trong gia đình, trước hết, Cơ Đốc nhân cần phải tuân thủ nguyên tắc một vợ một chồng. Ngoài ra, cha mẹ phải đối xử công bằng với các con của mình. Đừng vì hợp tính với một người con nào hơn mà đối xử thiên vị với chúng. Con cái phải biết ơn dưỡng dục của cha mẹ. Khi khôn lớn, phải lo làm ăn, hiếu kính với cha mẹ. Đừng chỉ chăm vào tài sản của cha mẹ mà tranh giành quyền lợi với anh chị em, gây nên cảnh bất hòa, tổn thương trong gia đình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng luôn giúp hàn gắn những đổ vỡ trong gia đình vì cớ những sai trật của con.
xin giúp cho gia đình con, cha mẹ cư xử công bằng, con cái hiếu kính, để từng thành viên gắn kết, yêu thương nhau và nhìn thấy Chúa là đấng tốt lành. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có sống và cư xử đúng theo lời Chúa dạy trong gia đình chưa? Gia đình gắn kết yêu thương, sống theo lời Chúa nhịn nhường với nhau, cha mẹ mẫu mực làm đầu, con cái hiếu thảo trước sau một lòng. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.